Thưa quý vị, chuyện mua bán người những tưởng chỉ diễn ra tại các tỉnh vùng núi, nơi vùng sâu, vùng xa thì hiện nay đã xuất hiện tại các thành phố lớn. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng, 42 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang và Nguyễn Hoàng Phong, 18 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai để điều tra về hành vi mua bán người và đưa vào quán karaoke ở Cần Thơ với giá 250 triệu đồng. Theo điều tra khoảng giữa tháng 2 năm 2022, các nạn nhân liên hệ theo tuyển dụng trên mạng xã hội để làm nhân viên phục vụ quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh với mức lương rất cao. Tuy nhiên, sau khi gặp mặt, các nạn nhân bị đưa về phòng trọ rồi buộc lựa chọn làm việc tại quán karaoke hoặc là cơ sở massage. Nếu không đồng ý phải nộp tiền chuộc thì mới được ra về. Các nạn nhân còn nhỏ tuổi, ít hiểu biết nên sợ hãi và chấp nhận đi làm nhân viên phục vụ karaoke và bị buộc ghi giấy nhận nợ với số tiền từ 15 đến 20 triệu đồng một người. Những nghi can tuyển dụng sau đó đã liên hệ với Phong để bán người, đồng thời tự nâng khống số tiền nợ của các nạn nhân lên từ 35 đến 65 triệu đồng một người. Khi tiếp nhận, Phượng tiếp tục bắt các cô gái viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 đến 70 triệu đồng một người. Quá trình ở tại quán karaoke ở thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, các nạn nhân bị giữ điện thoại, đi đâu cũng phải có sự giám sát của các nhân viên của Phượng. Tới ngày mùng 1 tháng 3, một trong năm nạn nhân đã mượn được điện thoại liên lạc về với gia đình và nhờ giải cứu. Khi nhận được tin trình báo của người dân, công an thị trấn Cờ Đỏ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ kiểm tra quán karaoke Thu Ngân 2. Ở đây thì lực lượng công an phát hiện 5 cô gái đang bị phượng và hai nhân viên của quán quản lý. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục truy tìm các nghi can lừa bán các nạn nhân vào quán karaoke đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định